đi đó rồi. dưa. Mùa đông còn mau còn đến, muốn để Dưa. tóc tí đúng Ừ. không? Mùa này là các chị đánh tóc đẹp lắm ấy, chứ không phải tóc xô Dưa. đâu. Ồ, ngày con gái à, ta nói thật, hai vím là to lắm. Đây này, tại chị Đó. nhuộm thôi. Chứ không có cái mặt tuyệt nhưng vời mà ấy con đẹp nhỏ. tuyệt vời luôn á. Thế là có tao khả cơ. Chị Ta Lam mà chị. Để tía chưa? Ta Lam đúng không? Bằng 3 tỷ tuổi họ cho nó cơ. Chào. Họ cũng có dám thôi, ơi chẳng phải lo. Yên tâm đi. Họ chỉ họ mới sợ là cả đứa này mãi chứ cơ. Không, thì mất đẩy. Mất đẩy sao? Hỏi 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 thôi. Chào đây, chào đây. Họ chiều họ bành cái nó là cả đối họ với sọt luôn. Vẫn đấu tiền. Vẫn đấu tiền trong đối họ bành chẳng đẹp lắm. Lần đầu tiên là thì em rồi em rồi. Em rồi. Như là họ cái con phong phải sản này. Nằm nó chỉ là không khăn cái nó. Nằm 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 đấy. Chăng chăng tí. Món chỉ là cái phốn của con đó. Món chỉ là cái phốn của con. Ốc dục dục cái này đấy chầu kia rồi. Là họ cái sạc tí này. Em cắt sáu mẫu rồi nên là. Ôi lão hoa hậu năm mặt đó các bà làm trang thì làm cho đi cho bà đó nè. Mà chờ chữ tao phạt trực tiếp mày túng mất túng túng phạt trực tiếp mày mất túng phá thì phá rồi thôi khẩn đi nè nè xong rồi mày mất chân chầu thì nản nữa tôi mặc tử đây đằng sau đi ngoài đó thì anh nó lô phải mày cho bài xem chỗ kho có bài thì vừa là cái nò mà chị em vừa vừa cắt em vừa phải căn cho các chị đẹp chứ mày lấy nhẹ cho bà thôi mặc cái thoải mái rồi cầm dài gì thoải mái em dán sao là cái dán sao là cái tí đâu có tí đâu em cứ làm đẹp cho bác là được bác không cần tiêm được đừng nói luôn chán lấy được cô thế họ mong bà tỉnh đẩy không chị chẳng sao vậy em nghĩ đừng phải ôi đây chị đây cho ảnh phấn khởi mua còn ý là một tôi hiểu tôi mà chán đó để như thế em mới chơi em vừa cắt em vừa mới căn đây này chỉnh đấy mà cái sợ cứ yên tâm thì đây là tóc vàng là luôn đó có đâu nó mà chẳng có này có đâu em cắt mà các chị nên có giày đâu mà không mà không để nhiều lắm đẹp mà đâu có dám lấy nhiều là nó để đẹp rồi là phải để đẹp chứ hứa là đúng hứa bây giờ nó được làm bài mấy cái khác nó kiểu cái mũi đấy muốn chạch tuổi rồi thôi đó thấy chưa đó chị thấy em con tí đẹp chưa nó họ bằng tí rồi nói gì thế chị phải về nói về thế đó bé nào đẹp gì đấy chưa chị thấy cái này nó đẹp cày đôi thì nó chẳng lạ giờ vẫn chẳng lạ nhưng mà đẹp lắm tức mà cày phần thì họ chẳng phủi ăn nên là chỉ là phủi ăn mà phủi ăn phủi ăn cái kẹp ăn đây nhóm bớt lên lên bình thường mà bớt lên một kẹp một cái nhít nữa cuộn cái ủn mấy này đấy dán một cái như một cái gì mấy này tại là tủ họ dán mà sạc họ họ cày mãi rồi họ cày thân đẹp tí mãi mày ơi muốn luộc đi dán đi mày nó có bài nhóm rồi thằng phải cái tay màu gì à cứ cái phim của hàn nồng chứ nữa là cái hàng nó tại sao thế rồi chạy đến một cái ăn chăng nó một bài ngay đâu bài một triệu rồi cứ nữa à là bài một triệu rồi có chạm trăm luôn vậy cả đối họ chưa bảy cái nó rồi mới đi dán làm tí đi lê lê anh hùng mà đấy nòn là mua hà phá hồ mà lên nhá cầm mua đạt mà tầm mua cái hôm tôi dạy bảo là mới tầm mua mua tầm mua miêu mua miêu này tôi tẩy cái đi vua đứa hôm nay lên mà tầm miêu này ơi chàng kiểu có mua trong cái ảnh mua chàng có mua vẫn mua hiến ừ. Chắc cỏ chui. Anh thế này chắc cỏ. Chắc cỏ, chắc cỏ. Cái anh ha mặc áo hống rồi chắc có mũ hống đúng không? Bắt dạ chắc cỏ tí. Chị bữa ngày năm qua thì đó cái anh nghĩa chẳng phải là mười. Chắc cỏ. Bắt dạ chắc cỏ tí. Các hồ mới tải vào các hồ mà tôi hạ cả nhắm mua luật rồi. Là mới lên mà dạy bái khác đó chẳng có dạy cái bái em không biết. Các hồ ở bái đi. Bái tải thì tôi tao biết bởi cái đấu đấy là. Tôi là cái bái xòe xòe mất chìa mà. Này bạn ơi, chị cái bái bung năm tay nhau cùng mua chị mày bái lùa hồi cái y nha mua bà nha mua thì nó khen ngay mua đấy mang khẹt cái điều này nãy hà giải hà dấu người đó con giải không mang cái này sao cái nhỏ không đúng rồi cái này nãy đi à bà khi đi à bà khi đi à bà thấy không khi đi à Thế này thế này thế thế bao tình đầy cơ không em đang sờ em đang bảo đấy đẹp luôn đẹp không cực kỳ đẹp anh lên lên lồng dán nó anh nhớ dán chỉ tới anh nhớ ngàn thì chẳng tới đúng rồi cầm này thôi nhưng không phải là rất hết rút rút mà rút bớt thì trong đầu dày lại còn la là nóng nóng lắm này cũng qua phải sạc qua tiêm thì cồn thôi nhá sao thì bỏ lưng thơm thôi giờ là bỏ lưng mới đi gội tiệm hôm qua giờ chắc mà hôm nay thơm đi đó mới đang còn sáng mà bản nhỉ ở giữa họ chưa bản cái nó cả đuối họ thật sự luôn đấy này mới chuẩn bản cho mày anh chuẩn bản chuẩn bản bộ cái nào bản một lớn họ tế đấy đúng tí thôi còn 100 hay là mấy có phổ trụ hay nó bản cái nó tôi mới yêu đứa ta kiểu cái được nhá nhá thì bản xả cái con bốn là đấy cú mãi rồi đó cho bản thôi rửa mấy cái kéo bóng chị nó mềm đẹp đấy nhỉ cái đó sáng hôm mới sạch cánh đi mấy năm bên dưới lại kéo về nữa tóc mềm đẹp thật sự ở trong miền Nam hay mà đừng nhuộm thì mà đâu cái chân con mới đi lọt xa thế thì mày thế rồi
mới sủi. Xong rồi bây giờ em bấm rồi. Bây giờ cho ăn đẹp chưa? Phải cảnh nó phải đang khen đẹp. Không, nhưng mà em xấu là em không thể khen đẹp được. Ở ngoài còn lâu họ với. Ít có con phanh chặt. Đây nha. Đây đi. Em muốn cao hơn tí nữa. Không không, tí nữa. Lên xin chua ít nữa đi ạ. Cao lên nhỉ, cao lên ít nữa. Cao lên tí nữa đẹp hơn. Cao lên cho đến tay. Chị nó cũng không cần dài lắm đâu, phấn lên khá là được. Cho cái ảnh nha, xin cái ảnh nha. Từ từ để em trái em chỉnh đã. Mới đeo ai cho nó. Cái con tái tải ui, biết chung á. Ngoài nè. Tải chính chứ gì ai trong mình tải. Tải gì đâu, muốn chứ tải là ui còn dễ nó sáng cọp. Ấy chặt tôi mới tải tôi mới yêu Đức mới nè. Cái này có chả hàng đó. Thôi chị ba đưa máy đi. Em chờ chị ba. Bạn có chén mua xịt cùn đó. Lên nhớ con nó không làm cái gì rồi. Ô ngoài. Tôi tí nữa ăn chén này. Thôi thôi. Vì con này em vừa hỏi thế là anh về. Anh về anh tưởng là ai thằng đó nó mẹ. Thì ngứa cái đầu ấy chứ. Đúng rồi. Là tôi bật chén nữa là. Con ba chẳng mua miêu với chung á. Đang lo cắt tiền như thế em. Tưởng là đánh rồi rồi. Mua bảy phần miêu là ta chén một thùng là bỏ đi nào. Khuyên nữa. Khuyên chi bỏ rồi. Nó có chuyện rồi mà bà chén nói ai mẹ. Họ có phơi bánh cùng cái bao. Này, tỉ chứ đi uống ai trong ưng. Chùa. Chùa. Chùa cảnh luôn. 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 Chùa hai đứa nhà chăng việc chi giá năm sáng mà vẫn hôn hoa, ít quan phát sải ổn, sợ lấy màu giá nữa. Thế em bảo anh làm đẹp, sáng mai vừa mua ba cái cho em rồi cho chị cái. Có mua cho tôi nào? 40.000. Ôi cho nó con rã cho nó làm khẩu trụ rồi. Cái tảng lọ. Cái tảng bảy nghìn nữa, họ bảy luôn. Cái nó là 10.000 tí hồi. Ôi, nhớ thì nhìn chưa? Nhớ thì nhìn chưa? Nhìn trong cái loại chim của em kìa. Đây này, nhớ là ok nhé. Cái này em mới mua là mỹ rồi. Em cắt bao giờ cũng thế, ai phải khen đẹp, không thể chê vào đâu đấy. Đừng có ai chê mất công. Ôi, cái này em mua cái con trùng ý. Mát. Hello, xin chào mọi người. Ô, trên đó còn một cái rồi. Đừng có quấn là chị tôi ơi. Không, quấn là bé nó bé thì nó kìa cũng phải. Đang thế đi đâu ai? Ngoài mà là. Thôi là bọc phén đi đi. Trời ơi, chị muốn ngạp lên thì chị ngạp lên mày chứ có cái gì đâu. Chị ơi, nãy thì la nóng lắm, bây giờ người ta cắt ta làm đẹp cho. Mang đi. Ta làm đẹp cho thì còn la chi, ha? Con lún thế đấy, nhà ngọc quen này. Nó không quen thôi. Cái tiếng pháo thì nó hết nữa. Quay lòng, đang có sổ, chiến đi. Bà ơi, bà có tóc không? Có.